chấm tương tác lên giúp em nào mấy chị ơi. Hôm nay nhiều đàm đẹp nha. Mấy hôm mai đây vậy? Cái gì em được không? Dạ được.
Rồi, ok chị Lê Kiều nha, nhớ mua hàng kèm theo giùm em nha. Mua hàng kèm theo gửi hàng tặng cho mình. Rồi ok chưa? Lên tiếp còn mẹ tặng nữa nha mấy chị ơi. Lên tiếp mẹ tặng nữa xong rồi á. Lên tiếp mẹ tặng nữa đi xong rồi em lên hàng cho mình. Đặc biệt mang có nhiều màu cái sâu cơm xỉu luôn. Rồi vô like tranh thủ chia sẻ like lên liền giúp em nha. Tranh thủ chia sẻ like liền giùm em nè. Rồi em tặng một cái gì chị cũng cho mình. Cái gì cái sơ mi màu vàng kia quay. Lên giúp em này tặng sơ mi. Tặng sơ mi nha. Tặng sơ mi. Tặng sơ mi nha mấy chị ơi. Chia sẻ like của mình lên em này tặng sơ mi. Tặng thêm cái sơ mi nữa nè. Bao đẹp luôn. Tác chia sẻ like lên giúp em nha, em lướt hên xui đi xong rồi, nhưng mà phải nhớ và có chia sẻ like giùm em là được. Vì chị này được tặng nhớ mua hàng kèm theo em gửi chung hàng tặng với mình cho mình nha. Rồi sơ mi đuổi màu vàng hả chị ơi, cưng không. Đây nó có hai túi hai bên như thế này luôn, con này từ 40 đến 60 kg là mấy chị xin mặc ok vừa đi bông mấy chị đi bông. Rồi chia sẻ like lên liền giúp em comment lên em là tặng áo sơ mi. Tặng áo sơ mi nha, tặng áo sơ mi. Chia sẻ like giúp em nè mấy chị ơi. Chia sẻ like nha, tặng áo sơ mi đổi xong lên hàng. Đó, đẹp không? 40kg đến 60kg là mặc vừa hết luôn nha. Con mời lên em lại tặng sơ mi. Tặng sơ mi nha mấy chị ơi, tặng sơ mi nè. Tặng áo sơ mi giùm em. Tặng áo sơ mi nha mấy chị ơi. Rồi, tặng áo sơ mi nha. Rồi, lần này em thống kê lượt chia sẻ nha. Chị nào chia sẻ like nhiều tặng chị đó nè. Rồi tặng áo sơ mi lên giúp em nè. Xong cái mẻ này rồi bắt đầu em lên hàng tặng liền cho mình nha. Lên hàng tặng liền cho mình. Bây giờ em coi lượt chia sẻ nè. Chị nào chia sẻ like nhiều nhất là em đổi sơ mi cho chị đó luôn nha. Rồi. Rồi ok chị Thúy Hoàng nè. Chị Thúy Hoàng. Chị Thúy Hoàng comment lên giúp em nha. Chị Thúy Hoàng ok nè. Nhớ mua hàng kèm theo em gửi chung hàng tặng nha. Chị Thúy Hoàng tặng sơ mi rồi ok Thúy Hoàng nè. Rồi xong em lên hàng nha mấy chị nha. Lên cái mẫu đầm đang mặc trước nè. Đầm đen mang. Đầm đen mang nha mấy chị ơi, đẹp không? Thôi bị lên trên sàn nhiều quá. Rồi đầm đen mang form này 40kg đến 60kg thì mặc vẫn vừa. Phía sau của nó phải mấy chị phía sau. Bỏ như này nha. Nhưng mà kiểu như là nó vừa phải chứ nó không có quá hở nhiều. Nó sẽ không có bị hở quá nhiều nha mấy chị nha. Mặc ok lắm luôn. Mặc áo ngực bình thường mà áo ngực dạng phía sau dây trong. Dây trong hoặc là dây mảnh màu dây dây cũng được nha mấy chị ơi. Rồi lên với em là đầm đen mang giá là 155.000. Rồi đầm em đang mặc nha mấy chị ơi, giá là 155.000 một đầm. Nói chung là chất vải rất là xịn và rất là đẹp luôn giúp em. 40kg đến 60kg mấy chị sẽ mang ok vừa hết luôn nha. Hàng Quảng Châu cực kỳ là xịn là đẹp luôn. Đó chất thì mấy chị yên tâm đi, chất vải xịn ơi là xịn luôn á. Từ 40kg đến 60kg là mình sẽ mang vừa cái đầm này hết luôn. Chất của nó dạng chất thô á, mà chất nó mướt, nó dày dặn, bao đẹp cho mình luôn. Không sợ mỏng, không sợ lộ gì hết luôn nha. Phía sau nó hở vừa phải, không có hở nhiều. Mấy chị mặc ngực đồ cũng bình thường luôn. Rồi, cho em màu nha mấy chị ơi. 155.000 kìm màu giúp em. Đơn giản dễ thương, cái này mấy chị mặc xong mấy chị phối mũ, phối nón, mang sandal hoặc mang dịp lèo nó vẫn xinh luôn á. Rồi mặc đi du lịch beo cưng luôn nha. Chốt lên với em là 155.000 thì màu xanh, màu hồng, màu da. Rồi cái này lên giúp em là màu nâu quý chị ơi, màu nâu. Vẻ này là màu vàng nha. Vẻ này là màu vàng. Rồi lên giúp em là 155 thì màu chia sỉ la lên giùm em nha. Mẫu này mặc lên beo cưng chắc quả mấy chị cứ yên tâm đi. Vải nó dày dặn mà nó mịn, nó mét, nó chắc thô á. Mặc lên nó beo sang như mình luôn. Mặc cái này phối mũ, phối túi xách đồ đi chơi là ok liền luôn á. Rồi chụp hình là beo xinh với chị ơi. Đi du lịch mà đi du lịch mà mặc những cái đầm nó hơi hở nhẹ như thế này là chụp hình là beo cưng luôn giúp em nha. Rồi lên giùm em là 155.000 kèm màu. Màu xanh, màu hồng. Rồi màu da nha mấy chị ơi, xanh, hồng, da. Rồi cái này lên giúp em là màu nâu. Rồi cái này lên giùm em là màu vàng luôn, màu vàng. Beo đẹp, em nói mua hàng nhận hàng cái chị sẽ rất là ưng ý. Beo cưng luôn giúp em nha, 155 cực kỳ rẻ. Rồi 155 màu da chị Kim Ngân nè, đẹp lắm luôn mấy chị cứ yên tâm đi. Đẹp ơi là đẹp luôn, nó sẽ không có hở nhiều, mặc vô trong mùa nó sẽ cũng không có hở nhiều luôn. Rồi màu da chị Kim Ngân ok nè. Rồi ai lấy đầm 155 mấy chị chốt lên giúp em là 155.000 thì màu nha. Rồi em tua màu lần nữa, mẫu này không có trắng như mọc trè thôi. Mẫu này
nay không có trắng. Đi du lịch đi đồ mấy chị mua màu càng nổi là chụp hình càng đẹp, chỉnh màu lên là đẹp ơi là đẹp luôn. Em nói thiệt, mua cái đầm này đi, đầm này em về hàng tối ghé lấy được nha chị Kim Ngân ơi. Chị Kim Ngân ghé nè, quay sâu lưng đây chị quay cho. Đây là kêu lên chị nha. Cái đầm này á, mặc chụp hình là cân xỉu lên xỉu xuống lần 40kg đến 60kg là mặc ok vừa hết luôn nha. Rồi lên giúp em nè, phía sau nè. Chỉ cần mặc cái áo ngực xong mấy chị dây trong ra sau là ok, hoặc là mặc cái bờ re xinh xinh ở trong là cũng ok luôn đó, nó sẽ không có hỏi gì nhiều hết đó, mấy chị mặc xong cột lại đây nha. Rồi phong từ 40kg đến 60kg mấy chị sẽ mang ok vừa luôn giúp em, đẹp lắm, mặc xong mình điều chỉnh lại beo cưng luôn, nó dán tay được cũng nó đi, mặc chụp hình là beo dễ thương luôn mấy chị ơi, xinh xỉu nha, bỏ thêm mũ cối nữa. Rồi ai lấy lên với em là 155.000 tiền màu nha, đầm này ít lắm luôn. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, mới giờ hàng có thì luôn mà lai liền luôn á. Rồi màu xanh, màu hồng, màu da, màu nâu, màu vàng, 155.000 mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Rồi ai lấy chút lên em là đầm 155 tìm màu, chứ còn chiếc này em tặng đầu lai nè. Cái quần chiếc này mặc beo beo thích luôn, 40-60kg gì mấy chị mặc ok vừa hết luôn giúp em nha. Rồi mình lên giúp em là quần chiếc này đi, lên em là quần chiếc 65.000 một chiếc 5 cái. Quần chip nha mấy chị, 65.000 xếp 5 cái. Mặc beo thích luôn, quần chip nha, dạng chip su á. Mặc như không mặc gì á, 100 cũng không. 65.000 xếp 5 cái quần chip nha. À lấy quần chip mấy chị có chốt là em là quần chip 65. Chip 65 nha mấy chị, chip su mà nó có phố ren. Mặc ok lắm lắm luôn. À lấy chip mình lên giúp em là chip 65.000 xếp 5 cái nha mấy chị nha. 65.000 xếp 5 cái quần chip giúp em nha. Rồi 65.000 một chiếc màu quần chip 5 cái nha mấy chị nha. Rồi lên giúp em bộ này đi. Rồi chiếc mấy chị quyên đòn. Mấy chị quyên đòn ok, chị quyên đòn. Rồi chị su neti nè, xỉu thì sao đi rồi nha. Suneti 2 xếp quần chip mai ghi lấy ok rồi Suneti nè. Rồi ở sau đúng chị đây. Là
với lại bộ trắng 95.000 mấy chị nhìn cái bộ nè. Cái này chừng nào mà có con trai mà nhỏ nhỏ mặc vẫn được luôn giúp em nha. Có con mà con trai nhỏ nhỏ mặc vẫn ok vẫn được luôn giùm em mẹ này. Mẹ ship này. Rồi, đây. 95.000 nguyên một bộ từ 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa hết giúp em. Mẹ nhìn nó sâu túi nè. Nó có cái túi sau vải là beo đẹp nha, vải này mấy chị cứ yên tâm đi, hàng này hàng teo beo em nhập. Em nhập vô là em cũng săn xeo ra dữ lắm luôn á, về lời lên một xí xí không có dám lời bộ này luôn. Bán ra giá 95.000 trong vòng từ 40kg đến 60kg mặc vừa hết. Dễ thương lắm mấy chị ơi. Beo dễ thương luôn giùm em cái mẫu này nha, mặc xong đeo nhỏ chiếu qua bên đi du lịch, đi đồ đi chơi vẫn được luôn. Màu trắng mặc lên rất là sang. Rồi, hai túi hai bên và một túi phía sau nữa chị, bộ này 95.000 thôi. Hàng teo beo mấy chị yên tâm nha, không phải là giá rẻ là hàng xấu đâu, mấy chị nhìn tim mát giúp em nè. Dạ anh em nữ đều mặc được hết luôn anh nha chị Quỳnh Nhẽ ơi, nhưng mà anh em thì nhỏ nhỏ người thôi, tầm dưới 55kg, tại vì anh em cái tướng nam nó khác với con gái mình. Nữ thì 60kg, còn nam thì dưới 55kg giúp em nha. Xinh xỉu luôn. Sang lắm, bộ này mặc lên rất là sang giúp em nè. Rồi ai lấy mấy chị chốt lên này, xếp trắng 95.000. Rồi màu hồng là như email mà màu hồng nha chị, như email mà nó là màu hồng nè, 155.000 màu hồng giúp em, vải yên tâm em nói vải xỉu xỉu luôn mấy chị, mặc mùa hè mặc chụp hình du lịch đồ này sống ẻo đồ là chỉnh màu lên là đẹp cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Rồi cho em là đầm hồng 155, nó y như em mặc luôn mà màu hồng. Rồi này màu da 155. Rồi này cho em là màu nâu 155, màu nâu đẹp không mấy chị, ôi đẹp lắm luôn á, lên giúp em nha. Rồi bộ trắng này chị nào lấy thì lên giùm em là bộ trắng 95.000 bộ trắng. Bộ trắng 95.000 bộ trắng nha, bộ này đẹp, đẹp ơi đẹp luôn. Đẹp lắm. Lên giùm là bộ trắng nha mấy chị ơi. 95.000 bộ trắng, em có một còn một cái áo không? Áo sơ mi này 125 nè. Cái sơ mi đầm sâu trống hả chị, cho xem đầm hồng đầm sâu đây nè, đầm sâu giống em men nè. Ở sau giống như em mặc là chị nó không có hở nhiều gì đâu. Ví dụ mấy chị muốn đây, mấy chị muốn ít hở mấy chị cứ kéo lên như thế này nha, kéo lên đó, kéo lên, kéo lên đó, thì nó sẽ ít hở, nó ít hở là mình kéo lên như này nó không hở gì hết luôn. Còn chị nào muốn hở thì cứ kéo xuống đó, kéo xuống giúp em nha. Đó gì 155 nha mấy chị ơi, 155. Rồi trắng 95 cho chị Nguyễn Trúc Ly. Rồi, áo sơ mi là 125 nha, lơ trong nha, hàng xịn cao cấp. Hàng này em nói thiệt là ra ngoài mua phải ít nhất phải 250 một áo. Không phải là em tự đưa giá đôn giá lên để nói cái hàng mình đang bán rẻ, nhưng mà thực sự tại vì mấy cái hàng này là hàng teo beo sang sale ra. Sang sale ra cho nên mới bán cái giá 125 như thế này cho mình nha. Xuất sắc lắm luôn á chị, cứ nhận cái áo này đi. Đáng đồng tiền, cực kỳ đáng đồng tiền luôn cho mình. Rồi áo sơ mi 125 cho lơ trong nè. Đẹp lắm luôn á chị, cứ yên tâm giúp em nha. Rồi sơ mi 125 cho Lê Trân. Sơ mi 125 cho chị Lê Thu Ái, đầm xanh cho chị Bí Lắc. Rồi hai cái em bỏ hai viên sơ mi vô nha. Dưới còn lẻ hết sơ mi nha mấy chị ơi. Rồi đây cái mã hàng sơ mi này nè. Đẹp lắm, đẹp lắm. Mấy cái sơ mi này rất mấy chị mua đáng đồng tiền của mình. Rồi 38kg mặc vẫn vừa nha chị ơi. Chị triệu bon hả? Triệu bon luôn. Rồi lên giúp em nè, áo sơ mi hồng nè. Đẹp ơi đẹp luôn, cái này em về hàng em chưa ủi hàng kịp. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chắc nó là dạng chất nhung tâm và nó sẽ chạy riêng cho mình nè. Đó chạy riêng cho mình như thế này. Dạ đang lấy lên đó chị, đợi em tí nha. Đầm hồng 155 cho chị Xuân Vinh. Đầm 115 cho chị quen luôn nha. Rồi đầm hồng 155 cho chị Xuân Vinh. Ok Xuân Vinh nè. Áo này là hàng 115, chị Xuân Vinh cho em địa chỉ luôn nha, Xuân Vinh ơi. Sơ mi vàng, dạ còn á chị Trí Tình Nguyễn, sơ mi vàng nãy em tặng đúng không? Sơ mi đó em còn luôn. Ôi chị, sơ mi vàng nãy tặng giá nhiêu. Rồi em này sơ mi hồng 40kg đến 60kg là mặc vừa luôn nha mấy chị nha. Sơ mi hồng 115. Sơ mi vàng nãy em tặng đầu lai là giá 99.000 mà vải xịn ơi là xịn, mấy chị có yên tâm giùm em nha. Vải rất là xịn. Rồi sơ mi 115 màu da chất nhung tâm, hàng cao cấp mấy chị cứ yên tâm. Hàng cao cấp không đi đâu mua cái áo này với 115 đâu mấy chị, tại vì em đi nhập hàng biết giá nó cao ơi là cao luôn. Rồi 115 màu da. Cái mẻ này màu bì này em. Rồi về 115 màu xanh.
lượng nó đến đồng tiền của mình. Rồi lên giúp em nha, màu xanh 115 luôn chị ơi. Cưng ơi là cưng luôn á. Chất là chất nhung tâm, dạ đầm hồng phía sau là như em mang là 155 nha, 155 rồi em đưa mẫu cho chị xem. Rồi ai lấy sumi 115 với chị chốt lên đầm hồng hình 115 nè. Đây, cái đầm hộp hình 115 nha mấy chị. 40 đến 60 là vừa hết. Đó. Cho em là 115 màu trắng, 115 màu hồng. Về 115 màu xanh. Về 115 màu xanh nha mấy chị nha, cưng lắm luôn. Vậy đây nha chị Nguyễn Uyên Mai ơi, cần lấy thì mình cho em màu nha, 115 chị màu. Xanh nè. Hồng nè. Về màu trắng. Cái vải này phía trên thằng chị, phía trên của nó là vải thun, phía trên là vải thun và ở dưới là chất thô nha, chất thô mấy chị, xịn nữa lắm. 115.000 thôi, nói chung là mặt rất là ok luôn, yên tâm giùm em. 115 là cực kỳ là rẻ luôn á, tay hơi bồng bồng, bộ quần dài hơn. Rồi đó, để em coi nha. Vậy đằng sau không có trắng nha chị ơi, để em đưa màu lên cho. Rồi chốt lên em là hộp hình 115 đi, kìm màu, màu trắng 115 nè. Ở trên lại thun, ở dưới là chất thô. Rồi trắng 115 chị Nguyễn Uyên Mai, ok chị, hôm qua chị Uyên Mai có đơn đó nha. Rồi trắng xanh hồng, trắng xanh hồng giúp em. Không lộ đâu chị cứ mặc bên trong giùm em là màu trắng hoặc là màu da là ok nha. Nói chung đừng có mặc màu đỏ rồi, màu đen rồi thì thôi. Rồi đầm em kia phía sau là đầm đang mặc cho người nè. Nói chung mấy chị muốn hỏi nhiều hỏi thì mình tự mình điều chỉnh giúp em nha. 155.000 một đầm, em sẽ có màu xanh, màu hồng. Màu xanh, màu hồng, 155 chất quả teo đẹp luôn, yên tâm giùm em luôn nha. Chia sẻ like giúp em nè mấy chị ơi. Xanh, hồng, da. Xanh, hồng, da với lại nâu. Xanh, hồng, da, nâu giùm em nè. Rồi. Nãy chị nói chốt làm xanh rồi, giờ còn nó xanh rồi, chị hết xanh rồi. Rồi đầm em mang là hết xanh rồi nha. Còn màu da, màu nâu với lại màu hồng. Còn da nâu với hồng mấy chị ơi, da nâu và hồng giúp em nha, em mặc màu nâu nha, hết xanh rồi. Em mẫu em luôn nha, em hết màu xanh, em còn màu da, màu nâu và màu hồng. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, hôm nay hàng đẹp lắm. Trần Ngọc Uyên
25 cân á. Vải beo xịn beo đẹp luôn, còn nâu da với lại màu hồng. Rồi cho em lại sơ mi hồng giá 75 đi mấy chị ơi. Sơ mi hồng 75 ngàn nãy sơ mi hồng. Ai lấy sơ mi hồng rồi lên giúp em nha. Sơ mi hồng 75. Hai túi phía trước nè. Này mới về hàng lại beo đẹp luôn. 40 nó tầm 55 và 56 nữa chị xem em vừa lấy sơ mi hồng. Rồi ai lấy sơ mi hồng 75 lên giùm em nha. Vải đẹp lắm mấy chị yên tâm nè. Vải đẹp lắm luôn, có hai túi hai bên. Cái này bạn đi làm vẫn được luôn nha. Chốt em là sơ mi hồng. Các kiểu hơn chị vậy rồi rồi. Sơ mi hồng 75 nè, sơ mi hồng 75 giùm em, chị nào lấy chốt sơ mi hồng 75 nha. Hello chị Ngọc Nguyễn. Rồi áo này đây mấy chị ơi. Len Quảng Châu 75 ngọc áo cổ yếm. Cổ yếm á, cổ yếm nè mấy chị ơi, cổ yếm là hở lưng nha, xinh xỉu. Rồi 75 ngàn giúp em áo này, áo len nó co giãn nhiều nên từ 40kg đến 60kg mấy chị mặc vẫn ok vừa hết luôn. Co giãn nhiều và hở lưng giúp em nha. Dạ rồi ok chị Nguyễn Trinh. Cái này lên em lại sọc. Sọc tím. Sọc tím 75. Sọc tím 75 ngàn xịn lắm luôn, 75 ngàn. Quá rẻ luôn. Cầm email 155 chị Kim Phương Nguyễn ơi. 155 nha, có màu màu da với màu hồng ở sau nữa. Rồi cái này em lại tim xanh. 75 ngàn tim xanh. Tim xanh 75. Này sọc xanh 75. Rồi 40 đến 60 mặc ok vừa hết luôn nha. Hàng Liên Quảng Châu. Mặc với lại quần suông ống rộng nữa là beo sang chảnh luôn. Cái gì cứ mặc với lại quần suông ống rộng là beo sang. Dễ lên đầm nữa ok nha. Cái này sọc xanh tim nè. 75 ngàn Hàng Liên Quảng Châu. Rồi đẹp nha. Lên giúp em là sọc xanh. Tim xanh và cái đen này là sọc tím. Sọc tím nha mấy chị nha. 75 ngàn. Rồi ok nha. Dạ rồi ok nè. Rồi lên giùm em nha. 75 ngàn tim xanh, 75 ngàn sọc xanh và 75 ngàn sọc tím. Về 75 ngàn sọc tím nha. Rồi em lên tặng cho mình một cái mẻ đầm này nè. Mẻ đầm này là hàng 125 đó chị ơi. Hàng 125 ngàn của em á. Rồi em lên tặng cho mình luôn cái mẻ đầm gấu này. Được không? Rồi lên tặng cho mình mẻ đầm gấu này 40kg đến 60kg là men vừa luôn. Giá là 79 ngàn. Trời ơi. Cái chất xịn ơi là xịn luôn. Hàng này là 129 của em nè. Rồi đây nha. Lên tặng cho mình nè. Sọc xanh cho chị Phùng Tố Lâm. Ok chị nè. Cho em xin địa chỉ luôn nha chị Tố Lâm ơi. Rồi cho em là cái đầm gấu 79 ngàn. Mấy chị cứ nhận hàng làm mơ luôn. Cái chất lụa rất là xịn cao cấp nha. Dài dặn như thế này nè. 40kg đến 60kg là men vừa luôn. Rồi gấu BD nha, nó nằm trong vải giặt thoải mái, không sợ bong tróc. Form 40 đến 60 là mặc ok vừa hết luôn. Mình lên giúp em là gấu 79 ngàn mẹ gấu. Cái này bầu bì đồ gì mấy chị mặc được hết luôn á. Bầu bì đồ gì bon chiên mặc được hết luôn giúp em nha. Rồi. Lên giúp em nè. Trắng nha. Em cảm ơn chị Phùng Tố Lâm, nó là màu trắng xanh đó chị. Ủa lên lớp 2. Trắng xanh nha chị nha. Đẹp lắm, nó ngồi đẹp. Ôi đẹp chị hơn lớp 2 luôn. Cái nồi màu trắng và cái này là màu xanh. Trắng xanh. Rồi đầm đen men là chị Hồng Lanh nè. Cho em địa chỉ luôn chị Hồng Lanh thôi. 155 là hết nâu đúng không? Cái màu hồng. 75 ngàn beo xịn bên em là hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu có 75 ngàn. Beo đẹp luôn. Chị Hồng Lanh cho em xin địa chỉ nè. Rồi ai lấy thì lên giúp em nè mấy chị ơi. Tim xanh. Tim xanh nhan beo cưng. Trắng xanh á. Nó là màu trắng xanh. 75 ngàn. Trắng. Trắng tinh luôn đúng rồi nha chị. Trắng tinh luôn, beo đẹp luôn á. Trắng tinh luôn á. Trắng tinh đó chị. Rồi lấy thì chốt lên giúp em nha. Rồi lên giùm em là đầm gấu nè. 79 ngàn. 40 đến 60 mặc ok vừa hết luôn nha. Không có phải là mấy cái vải lụa mà nó mỏng 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 đâu mấy chị yên tâm. Cái này là rất là dày. Nó dày, nó beo đẹp luôn giùm em nha. Nói chung là hàng xịn. Tim xanh là chị Mạnh Tú Xuyên. Tim xanh ok chị nè. 75. Rồi lên giùm em là gấu nha. Gấu, gấu đẹp lắm mấy chị ơi. Gấu giùm em luôn mẹ gấu. Mẹ gấu giùm em nha. Ai lấy gấu chốt em mẹ gấu ơi. Em quay đầm màu khác nè.
đầm này. Dạ rồi em cảm ơn chị Hồng Lanh ạ, đầm này nó hót lại nha mấy chị nha, em mới giờ hàng lại sáng nay luôn. Trời ơi nó đẹp. Rồi rất là đẹp luôn, giúp em nha, mặt sân một đôi hai bô nè. Rồi cái bô này 40kg đến 60kg men ruột là bầu bì mấy chị mặc được hết luôn. Nè một đôi hai bên, có hai màu mấy chị ơi, quá đẹp lắm. 145.000 giúp em thì có màu em mặc là chị là màu xanh và nó có màu nâu nữa. Rồi cột lơ hai bên nha. Cái đầm này mặc mình đi mặc mùa hè nè, thoải mái, chụp hình cũng đẹp nữa. Chụp hình đồ beo cưng luôn. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Rồi mình lên giùm em mẻ đầm này, đẹp ha. Màu xanh với lại màu nâu hai màu. Đây. Xanh với nâu hai màu với em 145.000. Phong từ 40kg nè đến 60kg hoặc là bầu quỳ mấy chị bông chen được, bầu nhỏ nhỏ thôi nha, bầu nhỏ nhỏ thôi là bông chen được luôn giúp em. Cái phần này bo chung thoải mái nè, bo chung thoải mái luôn. Rồi lên giùm em là đầm nha, 145.000 tiền màu, đẹp ơi đẹp luôn mấy chị ơi. 145 giúp em là màu xanh, 145 màu nâu nha. Ai lấy đầm này lên với em 145.000 tiền màu, xanh với nâu hai màu, phần trên là thun, phần dưới là vải mịn mát, mịn mát lắm luôn. Rồi xanh với nâu hai màu giúp em nha. Rồi lên giùm em cái set keo cấp, siêu keo cấp. Chị nào mua set này về nhà là tuyệt, siêu ưng ý nha. Set keo cấp giúp em nè. Đây nha mấy chị ơi, bộ này nè, nhìn giùm em phía trước nè, nó là màu da phía trước nè, nó sẽ đi, nó sẽ đi viền nổi về nó đính ngọc cho mình nè, đính ngọc nha. Và cái phần này thêu vô trong áo luôn, beo xịn giùm em cái bộ này size S. Chị nào men size S thì chốt lên giúp em là 175.000 cái mẫu này nha, ở ngoài nó sẽ đẹp hơn trong like luôn. Mẫu này ở ngoài đẹp hơn trong like nha mấy chị nha, mặc đi tiều đi đồ rồi là beo xuất sắc luôn cái vải nè. Chị áo nó có lót ở trong nữa, xịn lắm nè, vải beo đẹp như này, size S giúp em 175 nha mấy chị nha, 175.000 mà sao nó là size S, beo xịn beo đẹp luôn, 175 đi tiệc đi cưới rồi đi chơi rồi này, xinh xỉu. Rồi phía sau sẽ có dây phía sau cho mình như này. Rồi lo giúp em là set 175.000, đáng đồng tiền cực kỳ rồi, cái này đẹp không có size lớn. Size S thôi nha, 175 size S giúp em, 175 size S. Rồi 175 size S nha mấy chị ơi. Xong hè uống không này nó mọc cái.
phone này nha. Áo này thì phone từ 40kg đến 60, 65kg mình cái gì mặc vẫn vừa. Rất là mát luôn giúp em nha, hàng xịn cực kỳ luôn. Lên giúp em là áo 85.000 thì màu. Màu em mang là màu nâu nha, màu em mang là màu nâu. Đóng thùng lại cũng được nè. Màu em mang là màu nâu và màu cầm là màu đen. Cho nên lấy chốt lên giúp em nha, áo 85.000 thì màu. Đen có là màu nâu luôn, hai màu. Màu đen có lại màu nâu luôn giúp em hai màu nha. Còn quần đang mang, quần đang mang cái vải dạng vải xốp xốp á, vải dạng vải xốp xốp nè. Quần đang mang giá này nè, quần em mặc giá này 95.000 một quần nha mấy chị ơi. Quần em mặc giá là 95.000 một quần. Rồi, vải nó dạng vải xốp như này nè, nó có hai túi hai bên. Từ 40kg đến 60kg là mặc vừa cái quần này luôn giúp em. Dạ nâu cho chị Tuyết Trinh nè, 85 áo nâu. Áo này xịn lắm mấy chị cứ yên tâm nha. Cái bị của nó với lại cái áo nó một cái hãng của nó nè, chị lắm. Rồi 85 nâu chị Tuyết Trinh. Rồi quần lên giúp em nha, áo trơn nhúng còn không chị? Áo trơn nhúng, áo trơn nhúng mấy mẹ nào quen quen ta. Rồi em hai mẹ em quen lái thôi. Áo trơn mà nó nhúng nhúng á, rồi lên giúp em là quần nha mấy chị nha. Quần 95.000 còn áo là 85, áo là nâu với đen hai màu giúp em nha. Cái này áo là đẹp lắm, phun đẹp lắm mấy chị cứ yên tâm đi, phun đẹp lắm. Nâu với lại đen hai màu giúp em giá là 85.000, có với quần su quần đồ cũng đẹp luôn. Rồi chốt lên giúp em là áo 85.000 còn quần là 95 nha. Áo nâu áo đen hai màu. Rồi nâu đen hai màu mấy chị ơi. Nâu với đen hai màu giúp em nha. Ok chị, cái này bằng dưới quần này không hợp, cái sumi đen đuổi nãy đâu, đầm đỏ phía sau nó là màu hồng nha. Ok Phương Ngọc Nguyễn nè, ở sâu hở mà không có hở nhiều, đẹp lắm, hồi nãy chị mặc đầu like luôn. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, cho khách xem đầm hồng ở sâu không chị. Cái đi mặc nó đi chị mặc cho mấy chị coi cái quần này nè. Đầm hồng phía sau nó không hở nhiều đâu, chị yên tâm nha, nãy có mặc đầu like rồi đó, chờ em tí. Cái quần này chưa. Chị Hiền Phạm đi đơn chưa mi? Đầm 155 nha Phương Ngọc Nguyễn ơi, hồng còn cái cuối cùng luôn á. Chị Hiền Phạm. Đầm 155 nha, vải siêu đẹp luôn, chị nào lấy lên như này là 155. Chị Hiền Phạm ơi đặt thêm hàng rồi, hôm nay em gửi luôn nha. Somi nè, Somi hồi nãy em tặng đầu like mày nó có màu vàng đó, có gì nhớ không? Dạ rồi, ok, dịch Tuyết Trinh là đỡ ý, không ship nha, bấm view ra, nốt lại.
ký thì em đóng một cái, mấy chị coi form của cái quần. Áo này 40 ký, nó 60 ký mang vừa thì em là áo 99. Áo 99 mà vải đẹp lắm nha, form của nó này. Chị ở số 8 đường Đoàn Tròn Nghiệp chị. Số 8 đường Đoàn Tròn Nghiệp Nha Trang giúp em nha. Đây cho mấy chị coi cái form quần. XML bé size quần này em nè. Giúp em nha, có màu luôn á chị. XML bé size quần 125. Cho chị thấy cái màu hồi nãy. Có thể thấy được form quần không? Quần 125 giúp em nha, quần 125. Có đẹp lắm. Size XM và size L luôn, bé size em nè, chính là quần 125 kèm màu kèm size. Quần biết tươi. Quần biết tươi nha. Màu xanh. Rồi cái quần 95 hồi nãy cho Phúc Nguyễn là ok em nha. Quần này không có lưng thun nha, Lê Kiều ơi. Size L này tầm eo 76. Size là tầm eo dưới 70. Size M là eo tầm eo 72, 73. Size M là tầm 72. Vậy size L là tầm 74, 76 nó lại vừa. Rồi cho em quần nha, 125 kèm màu, kèm size. Quần 125 em đang mang nhưng là màu xanh đậm. Cái này là màu da. Cái này là màu xám xanh nha mấy chị, màu xám xanh. Còn này em là màu nâu. 125.000 kìm màu kìm size giúp em, quần tay teo đẹp luôn. Tay form đồ đẹp lắm. Rồi lên giúp em là quần nha mấy chị ơi, 125.000 quần form biết ghi teo đẹp luôn á. 125 là cái quần này chị mặc đó nha. Rồi ai lấy lên giúp em nha mấy chị ơi, quần 125.000 kìm màu kìm size. Đi làm đi đồ hoặc là mặc mấy chị mặc có cái áo kiểu cũng được luôn nha. Rồi ai lấy lên giúp em nha mấy chị ơi. Áo là 99.000 còn quần là 125.000 kìm màu kìm size. XML B size, bao đẹp. Quần form mid ghi nha. Đẹp lắm luôn. Rồi có màu đen nữa mấy chị ơi, em chưa đi màu đen lên. Đây đây đây, màu đen này. Màu đen là kiểu lưng nó như thế này nha. Đen là kiểu lưng nó như thế này. Của em là cài nút nè. Còn của nó là nó lên và nó gài ở trong. Nó né né kiểu nhau nha. Rồi chốt lên giúp em là 125.000 kìm màu và kìm size luôn. 125 kìm màu kìm size. Rồi que mẫu này, áo nhăn đây. Áo nhăn đây là kìm màu của em. Chia sĩ like giúp em nha. Chia sĩ like em là không thích mẫu cái chấm bài em que mẫu khác liền. Trời ơi, em không có xếp đúng cái bị cái mẹ luôn. Rồi cho em là áo cổ tim, giá là 69.000. Cho em là màu xanh bơ với là màu trắng, hai màu. Áo này áo 69 nha mấy chị ơi. Xanh bơ với lại trắng luôn, hai màu dùm em. Xanh bơ với trắng hai màu, giá là 69.000 một áo. Form này 40kg đến 60kg mang vừa. Cái màu này là dạng màu trắng kim. Còn này màu xanh bơ nha. Áo này những cái đơn giản dễ mặc. Rồi cho em là trắng kim 69 và xanh bơ luôn. 69.000 xanh bơ, 69.000 trắng kim nha mấy chị ơi. Rồi nha. Xanh bơ cho Lê Trân, xanh bơ 69 này, vui giá chị ơi. Em hết xanh bơ, em còn một trắng kim thôi. Hết xanh bơ còn trắng kim, à, còn một mẫu màu đen với màu trắng không mới thôi. Rồi cho em làm màu cổ tim màu trắng kim nha, hết xanh bơ, còn trắng kim. Quần rin ống re nè. Quần rin ống re mấy chị ơi, xuất sắc không? Quần rin ống re giùm em nha. Quần lên form đẹp cực kỳ luôn nè. Quần này em còn size 175.000, size S, size M. Size S, size M và size L luôn. XML luôn, B size. Nó có sẽ có màu đậm với màu nhạt luôn, giúp em hai màu. Trắng đen hai size, đậm nhạt hai màu nha mấy chị nha. XML. Em thử coi mấy chị coi nha. XML B size, XML B size mấy chị. Đổi lên một mẫu nó cũng cắt khuy nha. Nên một mẹ áo thun xong em thay quần rin cho mấy chị coi form quần rin. Quần rin xuất sắc luôn. Quần rin ống le mè vải xỉu xỉu luôn á. Rồi áo thun đi mấy chị ơi. Đẹp quá. Rồi
ơi, giùm em là áo thun này nha, giá là 85.000, form rộng rãi thoải mái, 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa hết. Lo giúp em nha, vải xịn lắm luôn, chị yên tâm, vải xịn lắm. Rồi 40 đến 60, 65kg vẫn vừa. Sơ mi ho hả? Như có, nhưng mà giờ không biết nằm đâu hết, bữa làm hàng này có. Rồi lo giúp em nè, 40kg đến 60, 65kg mặc vẫn vừa, thun xịn cực kỳ luôn nha. Chốt em là trắng 85.000 mẹ trắng. Rồi trắng 85.000 màu trắng giùm em nha. Ai lấy trắng chốt trắng 85. Trắng 85 nha mấy chị ơi. Lo em là màu trắng đi 85.000. Trắng 85.000 giùm em nha. L E 7B vừa nha Phương Ngọc Nguyễn ơi. Size L đó là E 7B vừa nha. Quần L E 7B vừa, áo này mặc vô chiếc vải của nó mát lạnh rồi mấy chị ơi. Rồi quần ngố em mang là có luôn nha, quần ngố em mang là giá nhiêu? 60.000. Quần ngố em mang là giá 60 rồi, có hai túi hai bên luôn. Ngố nha mấy chị nha, 60.000 có hai túi hai bên. Này luôn màu keo lắm luôn á. Lo giúp em là quần ngố nha. Áo này có một màu à. Áo là 85.000 này có một màu à. Đẹp lắm, vải đẹp. Quần là 60 còn áo này 85 giúp em nha. Lo em là áo đang mang 85. Cái này là em là mẻ số 1, 85.000 mẻ 1, form như em đang mặc luôn à. Form như em đang mặc luôn nha, 85.000 mẻ số 1. Đầm hồng mấy chị lấy đi, còn cái cuối cùng. Đấy, có mặt màu lai luôn á. 155 mẻ sau không có hở nhiều nha, dễ thương, thương Huy Trang ơi. 60kg độ lại mặc ok vừa. Ngang qua gì không hở nha. Chốt lo em là hồng 155, vải thô beo xịn beo đẹp luôn. Hồng 155 màu hồng. Hồng 155 với em nha, hồng 155. Rồi cái này lo em là áo mẻ 1, 85.000 mẻ 1. Mãi túi zip là xịn lắm. Mẻ 1 với em nha, mẻ 1. Rồi chia sẻ like giùm em nè mấy chị ơi. Màu vàng. Vải này beo cưng luôn, vải đẹp lắm lắm luôn mấy chị ơi. 85.000 với mẻ số 2. Chia sẻ like giùm em nha. 85.000 mẻ 2. 85.000 mẻ số 2 giúp em, chốt lên là 85.000 mẻ 2 nha. Ai lấy mẻ 2 chốt lên là mẻ số 2 85. Mẻ 2 nha mấy chị ơi, mẻ 2. Xanh chuối. Rồi đẹp nè. Xanh chuối giùm em nha, 85.000 xanh chuối. Xanh chuối nha mấy chị, xanh chuối chữ là chữ theo luôn, xỉu xỉu. Xanh chuối 85.000 xanh chuối giùm em, ai lấy xanh chuối chốt xanh chuối nha mấy chị nha. Xanh chuối. Cái mẻ lon màu nè. Mẻ lon màu giùm em, 85.000 lon màu. Rồi. 85.000 lon màu giùm em nha, ai lấy lon màu chốt lon màu. Sơ mi có màu gì? Em chịu khó chạy ở dưới đi. Còn cái sơ mi đó lên lên hết sơ mi đó lên. Sơ mi hình như có màu màu vàng nữa, đỡ chờ chị xíu nha. Xanh chuối chị Nguyễn nghe. Xanh chuối chị Nguyễn nghe, rồi này lo với mình lon màu vàng nha, màu vàng mẹ số 1. Màu trắng xuất sắc quá đi. Lon màu chị Tơ Sơ Re Nguyễn lon màu. Chị Tơ Sơ Re Nguyễn lon màu. Rồi lo giùm em cái này là xuất sắc không mấy chị ơi, màu trắng, trắng dâu, trắng dâu giùm em, trắng dâu đẹp không, trắng dâu giúp em nha, mẹ trắng dâu phía sau nè. Lo giúp em là trắng dâu 85.000 mẹ trắng dâu mấy chị, mặc cái này với quần riêng nó đóng thùng cũng cưng, quần riêng nó đóng thùng là cũng cưng nữa. Lo giúp em là 85.000 mẹ trắng dâu nha, đẹp lắm mấy chị ơi, trắng dâu 85.000 trắng dâu giúp em. Đúng không, vải mịn đó trang chị, vải mịn đó đẹp đó. Rồi trắng dâu giúp em nha.
màu đen. Đen là form vừa, đen là form vừa nha mấy chị nha. Đen là form vừa 85.000 màu đen. 85.000 màu đen á, đen chốt đen lên cho em nha. 85.000 màu đen form vừa, cũng 60kg loại men vừa luôn á. 60kg loại nha, mà nó là form vừa phải chứ mới là to rộng như em đang mặc. Rồi anh lấy màu đen chốt màu đen, màu đen là đơn giản dễ thương à. Đen là đơn giản dễ thương luôn cho em nha. Như là màu đen thôi. Rồi cái hẹo 15 phút nữa xuống dưới. Rồi màu đen giúp em nha, màu đen 85.000 màu đen mấy chị ơi. Màu đen 85. Sơ mi màu nãy nè. Sơ mi hồi nãy giúp em là sơ mi 99.000 có màu nâu, màu vàng, màu kem, nâu vàng kem đen trắng. Rồi lấy sơ mi chốt nha, sơ mi nãy mặc á, sơ mi nãy mặc á mấy chị ơi, 99.000 quả đẹp ơi đẹp luôn. Như thế này cuối hộp 99.000 thôi, lo giùm em nha. Rồi trắng 99.000, đen 99.000, màu kem, màu vàng, màu trắng, quét chừng màu dễ thương luôn, toàn màu đen hot không luôn mấy chị ơi. Và màu nâu nè em nha, 99.000. Cái màu nâu là cái form vải đuổi, chất vải đuổi nha. Màu nâu là form nó hơi ngắn hơn những cái form còn lại, nâu là nó hơi ngắn hơn những cái còn lại. Rồi chia sẻ like giùm em nha, nâu, vàng, đen, trắng, đẹp hơn. Rồi ai lấy lên là 99.000. 99.000 kèm màu nha mấy chị nha, 99.000 kèm màu. Vải xịn đủ, vải xịn lắm luôn, yên tâm em màu lần nữa quay lại. Trắng, đen, kem, vàng và nâu nha, nâu phân ngắn hơn những màu còn lại, nâu phân ngắn hơn những màu còn lại nha. Rồi cái quần này lên giúp em là quần 75, quần này vải đuổi 75.000. Rồi ở trước như này, phía sau có bo chung giùm em, ở sau có bo chung mấy chị. Lên em là màu kem sữa 75, màu trắng 75, về màu đen 75. Màu đen 75 em chưa, cái này mấy chị về nhà ủi giùm em nha. Nói chung cái này vải này mấy chị chỉ còn giặt xong mấy chị rủ mạnh đi, mấy chị phơi lên là ok, nó không bị nhăn. Cái này em vừa lấy ra nên nó nhăn. Rồi 75.000, và phía sau nó sẽ có bo chung cho mình luôn. Quần này dễ mặc, dễ phối đồ. Vải của nó là vải đuổi giùm em nha, vải là vải đuổi. Rồi lên giúp em đi mấy chị ơi, trắng, kem sữa, màu đen, trắng, kem sữa, đen giùm em luôn, ba màu. Giá là 75.000 một quần. Rồi nha, 75.000 quần giúp em. Ai lấy chốt là trên đầu quần 75.000 tìm màu. Quy size nha, quy size 60-65 cái loại vẫn vừa. Rồi size S, size M, size L, B size 175, 175 nghìn quần ống le, quần ring.
75.000 quần riêng ống le giúp em và áo này nè. Cái này ba chị nhìn ở trong nè, nó xỉ như thế này nha. Và nó bo, nó gì muốn kéo xuống cũng được, muốn kéo xuống mặt này cũng được, lại muốn kéo lên cho nó hở hở mặt như thế này cũng xinh luôn. Đây nha. Vậy đầm bọn chị rồi, rồi tí hồi em lên nha. Chốt lên giúp em áo này từ 40 đến 60 kg, chị mặc vẫn vừa luôn. Xinh nha, áo này mặc với lại chân váy hoặc mặc với lại quần ống suông vẫn đẹp. Áo này 99.000 mà vải xịn xỉu luôn á chị ơi. Áo 99.000 mà xỉu luôn á, xịn lắm luôn. Rồi hai lớp trong này luôn á, này hai cái bèo rồi một cái bo phía trong nữa. Mặc trở vai re giống như em nha. 40 đến 60 mặc vừa. Chốt lên em là áo nha mấy chị ơi. Rồi em là áo 99.000, còn quần ống le là 175. Chất quần này nó dày. Nó siêu dày luôn và nó cực kỳ co giãn nha mấy chị nha. Dày và co giãn luôn, nhưng mà quần 175, áo là 99. Quần là 175, áo là 99.000 giùm em nha. Quần 175, áo là 99. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Đẹp lắm, áo này mặc với lại được rất là nhiều cái quần, hoặc là chân váy gì cũng xinh hết luôn. Rồi ai lấy lên giùm em nha, áo 99, còn quần là 175. Quần XML B size. Quần XML B size có màu đậm nữa đi. Quần này có kẻ màu đậm. Áo hoa chị Nguyễn Nga 99, nhận hàng đi, không làm cái gì thất vọng cái áo này đâu. Đẹp đó, cái này nó đẹp lắm luôn. Rồi lên giúp em nha mấy chị nha. Áo là 99, quần là 175, có màu đậm nữa nè. Màu ở ngoài nó không có xanh lắm đâu nha mấy chị nha. Cũng như inline nó bị hơi xém màu một tí, áo thì đúng màu nè. Còn cái quần này nó sẽ kiểu như nó sẽ đậm hơn xíu nha, chứ nó không phải tươi đâu. Rồi quần sọt trắng 75 chị Lê Ngọc Hân, hello chị. Rồi chị Lê Ngọc Hân sọt trắng 75. Rồi lên giúp em nha, quần 175 kèm màu kèm size, áo là 99.000 nha mấy chị ơi, áo 99. Rồi bên cái quần tép tê hồng này. Rồi em mong lời dùm chị, ok tiếp mai. Người ơi, hồi nãy quần cũng mua men thuốc chay que đúng không? L là tầm, đúng không? Anh có còn 10 có không? Lò là tầm như 74 á chị. Lò là tầm như 74 á, để anh coi cái mau. Quần 175 dồn đơn màu nhạt, cho em cái size nha chị. Xung quanh thôi, cho em cái size nha chị. Chốt size giúp em. Rồi đây, đây là cái nó đo mông với lại đây eo. Đây eo eo là 74 á, còn đó con mông. Rồi eo như vậy là nhiêu. À, 74 nha, còn đo lại ấy cho coi lại váy phía sau. Ok giờ lời thơm ngô, quần tét tê này của em á, là đồ này không có nhập, không phải một lớp. Chị nhìn giùm em nè, hai lớp và nó xếp phòng hơn cái quần đợt trước nha mấy chị nha. Phân biệt hàng giùm em nè. Dạ có, quần tét tê này á là nó không phải cái vải bóng bóng như nhiều. Nói chung cái chất nó xịn cực kỳ luôn, rất là xịn. Quần này là em thấy mấy cái shop lớn đang đem bán 155 đồ không luôn mấy chị ơi. Em bán cho mình 99.000 cái quần này. Mấy chị nhận hàng mấy chị sẽ cảm nhận nó sẽ mềm hơn, nó không có quá đơ, quá cứng nha. Nó dễ chịu lắm luôn. Và nó hai lớp 60kg nó lại mang vừa cho em là quần. Rồi quần nhạt size là chị Xuân Vinh, ok chị Xuân Vinh 175 của chị mặc á. Rồi quần tét tê là 99.000 dùm em nha. 60kg lại vừa. Giúp em nha mấy chị nha. Quay mẫu đây.
ngàn là 99, còn quần tét tê là 99 ngàn luôn nha. Chị nào lấy lên nha. Xuân Vinh, thì Xuân Vinh hồi nãy cho em địa chỉ cho thì Xuân Vinh thôi. Chị Xuân Vinh hồi nãy chị có cái đầm hồng 155, bây giờ thêm một cái quần jean 175 nữa, chị lên địa chỉ giúp em nha. Quay trắng cho ngắn luôn. Lên địa chỉ giùm em nha chị Xuân Vinh ơi. Áo thun cổ vỉ đây như thế này nha, to dẻ 60kg lại vừa mà nó lại form ôm nha, 60kg nó lại vừa mà nó lại form ôm. À, quần là một màu, dẻ áo trở ho còn 99, áo trở ho là gì, áo ho trở ba là 99 ngàn. Mới gửi tin nhắn nhớ cho em địa chỉ nha. Áo hoa là 99, vải siêu đẹp luôn nha chị Hân đi Nguyễn ơi. Trở hoa 99 ngàn, bao đẹp nha. Em này trở vai hoa 99 ngàn, còn quần này đúng một màu nè, có một màu à. Rồi áo này em có nhiều màu nè, áo này là giá 79 ngàn. Dạ đúng rồi, còn không mình cho trực tiếp trên live bên em review hết rồi chị xóa đi, còn không là chị nhắn tin thì nhắn tin qua liền giùm em nha. Chị Hân Nguyễn, cảm ơn chị Hân Nguyễn nè. Rồi lên với em là áo này nè các chị ơi, 79 ngàn, vải dày dặn cực kỳ luôn, và giá rẻ. Xanh cô ban, xanh cô ban nè các chị ơi, màu xanh rêu, xanh rêu với em, xanh rêu 79 ngàn, xanh rêu màu kèm phôi sữa, vải đẹp lắm các chị ơi, kèm phôi sữa màu đen.
dở có đồ lắm luôn. Nâu và hồng nhạt hai màu đi em, chị nào lấy mình chốt đi nha. Màu nâu và hồng hai màu. Rồi ai lấy lên giùm em nè, 89 nâu với hồng nhạt. $89,000 nha mấy chị ơi, nâu với hồng nhạt. Chuẩn bị lấy thun cho mình nè, mấy chị chia sĩ like lên giúp em. Vừa rồi em là áo nâu 99 ngàn,
95 cho chị An Nguyễn, ok chị. Vàng 95 chị An Nguyễn, ok nè. Rồi màu đen nha mấy chị nha, màu đen. Rồi, thì là lấy mình chốt lo giúp em nè. Trắng kim.
dạ 155 nha chị, ble ơi. Để em còn màu hồng với lại màu da nha chị, 155. Rồi lo giúp em nha mấy chị ơi, trắng 99.000 màu trắng. Trắng em form 55kg loại thôi nha. 99.000 màu trắng, 55kg loại men vừa, chủ ký là chủ ký thêu giúp em. Vải đẹp lắm mấy chị, yên tâm với chất vải nha. Chất vải là mấy chị yên tâm đi. Vải beo đẹp. Rồi trắng 99.000 nha. Chờ em tí nha mấy chị ơi, thử lại cái váy hồi nãy. Ngố xám 99 nha chị, Đặng Thủy, ok chị. Có dạng vải mèo quần này còn quần ngắn thôi chị. Rồi rồi rồi, đó hàng 129 nước mi thôi, cho chị hàng 129 của em. Chính chất cô con khô, đẹp á. Màu hồng nè, 155 cái này nãy giờ mấy chị hỏi nhiều rồi, em mặc lại. Chị Đặng Thủy mua cho em địa chỉ luôn nha, chị Đặng Thủy ơi. Chị Đặng Thủy mua cho em địa chỉ. Đặng Thủy em địa chỉ luôn, chia sẻ like giúp em. Tay bồng như này vải chất vải thô á, beo đẹp luôn, 155, 40 đến 60 gì mặc vừa hết. Sau nè. Sau đây nha mấy chị ơi, sau của nó này. Muốn ít hở thì mấy chị kéo xích lên. Kéo xích lên nha. Còn muốn hở nhiều thì kéo xuống. Rồi, 155 giùm em cái đầm 155 ngàn này nha mấy chị ơi. Rồi chị Đặng Thủy ơi cho em địa chỉ luôn nha, Đặng Thủy. Bộ mặc ở nhà. Thì mới chuyển kiếm tích luôn.
mỗi giờ được dép xíu xuống nha. Ở sau này nó sẽ có bo chung với phòng này. Ở phòng này nó có bo chung như mình. Cái thổ thì kéo lên nè. Xong. Rồi 155 nha, màu hồng với màu da hai màu. Hồng với da hai màu giúp em á chị, 155 vải beo đẹp yên tâm nha. Hồng da hai màu 155. Hồng da hai màu 155 giúp em. Bộ này hàng vải xịn 129.000 giùm em. Beo giá mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này beo giá luôn 129. 60kg đổ lại men vừa. Có ship shop 2 dây phòng, có đầm thôi chị chứ không có ship nha. Đầm shop 165 thôi chứ không có ship. Rồi. Shop như là cái đầm hồng 165 á. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, lên em này ship hồng là 129.000 ship hồng. 129 hồng lên nhanh nha. 129 hồng, 129 nâu, 129 màu kẹp phân sữa. Rồi lên giúp em đây mấy chị ơi. Chị gửi em hai coi gì chị ơi. Rồi lên giùm em là tiếp đen 129 nè. 60kg lạnh đen vừa. Chị vua mèo đi đơn cho em. Đi đơn rồi nha chị Hương Mèo ơi, đặt thì em dồn lại đơn sau cho mình nha. Đặt thì em dồn lại đơn sau. Rồi cho em là màu kẹp pho sữa, màu kẹp pho sữa 129 vải rất là xịn và rất là đẹp. Mấy cái hàng này nè em được về hàng được cái hàng. Nhưng mà chất đẹp lắm. Chất beo xịn beo đẹp luôn, 129.000 kỳ rỉ nha. Lên giùm em là màu kẹp pho sữa 129. Kẹp pho sữa 129 màu đen 129, màu hồng 129, màu nâu. Đen 129 cho chị Lê Kiều mà đẹp lắm chị ơi. Nặng trực luôn nè. 129 chị Lê Kiều. Rồi nâu giùm em 129 nâu. 129 màu nâu giùm em 129 nâu. Đây, đẹp nha mấy chị ơi. Đen, nâu, hồng và màu kẹp pho sữa giùm em 129. Cái vải này đẹp lắm mấy chị cứ yên tâm nha. Vải đẹp cực kỳ đẹp luôn yên tâm. Rồi em còn màu nâu, màu đen, màu hồng và màu kẹp pho sữa 129. Giùm em nha, 129 nâu nè, nâu nè, nâu 129 đó chị Hương Mèo, ok chị. Nâu nè, đen nè, đẹp không, nâu đen xuất sắc luôn, mấy chị yên tâm giúp em nha. Nâu đen màu kẹp pho sữa, kẹp pho sữa giùm em luôn, kẹp pho sữa. Bộ hồng cho chị Mai Hiền, bộ hồng cho chị Mai Hiền. Rồi xuống cái hè coi thử ship này. Chờ em coi kiểm tra có còn nâu không nha chị Minh Nhật ơi. Không phải cho hết mấy mẫu lên đây luôn em. Cái mẫu đó đừng hết lên đi. Rồi. Chị Minh Nhật chờ em tí nha, em coi cái còn hàng không. Rồi cái mẻ khung này nè. Đây có gì ơi. Lon màu nè, 95.000 giúp em nha. Mẹ nói kiểu trước của nó này đó, nó là kiểu như gấu á, gấu này á. Như này giùm em nha, xinh lắm luôn. Chốt lên giúp em là áo lon màu 95.000, lon màu phân to, rộng rãi thoải mái. 65kg độ lại vẫn vừa. Ôm hả chị? Áo thun ôm là em còn cái loại 99.000 này để em lên mẫu cho. Rồi lên em là lon màu nha, 95.000 lon màu. Lon màu 95. Lon màu 95 mà chị Duyên Duyên ok nè. Lon màu này beo đẹp luôn, xuất sắc luôn á. Cái hàng này mới về hàng có thùy luôn nè. Rồi quay mẫu nha. Rồi cái này em này xanh đi, lon màu xanh nè mấy chị ơi, xanh nha. 95.000 màu xanh, em là lon màu xanh 95. Lon màu xanh 95, 60kg lại mặt vừa, em là lon màu xanh.
xanh nha, 95.000 mẻ lon màu xanh. Rồi lon màu xanh 95 đó chị ơi. Chị Mai Hiền này em chốt cho chị bộ hồng rồi nha chị Mai Hiền ơi. Chị Mai Hiền là có nâu luôn hả? Rồi hết nâu rồi nha chị Minh Nhật, em đưa màu lên lại nha, chị coi thử được màu gì chọn màu khác giúp em. Bộ đuổi màu trắng nè, rồi một cái chân váy đeo một cái áo 115. Tiết trắng này form tầm 55 kg độ lại vừa. Các chị lên giúp em là màu trắng nha. 115 trắng, 115 bộ đuổi trắng. Bộ đuổi trắng 115 giùm em nè. Rồi, đuổi trắng 115 nha, chốt em là đuổi trắng 115. Đuổi trắng 115. Năm của chị. Rồi đuổi trắng là 115 xin nha, đuổi trắng này cũng nói. Đuổi trắng. Rồi bộ chữ là em còn chữ hồng. Chữ hồng với lại chữ đen thôi nha. Còn chữ hồng chữ đen thôi, hết chữ nâu rồi. Chữ hồng chữ đen nữa. Chữ hồng chữ đen và chữ màu kẹp pho sữa, chị nào lấy thì lo giùm em nha. Em tua màu này lạng lần nữa đồng quê hàng khác. Chia sẻ like giúp em nào mấy chị ơi. Màu đen. Rồi 129 màu đen nha, hết nâu rồi. 129 màu đen giúp em, 129 đen. 129 đen nha mấy chị ơi. 129 đen, 129 màu màu kẹp pho sữa, 129 màu kẹp pho sữa. Rồi ok chị Minh Nhật lấy màu hồng à. Chị Minh Nhật lấy màu hồng nha, ok chị màu hồng. Rồi kẹp pho sữa em nha, kẹp pho sữa. Rồi mẹ gấu em có gấu đen 129 nè. Gấu màu ghi. Gấu màu ghi 129, gấu màu đen 129. Đẹp lắm mấy chị ơi. Màu đen là màu ghi, đen mẹ gấu đèn màu. Màu hồng, gấu hồng 129 chất siêu siêu đẹp luôn. Yên tâm chất phải giùm em nha, 60 kg lại men vừa. Màu hồng. Rồi màu kẹp pho sữa luôn. Mấy chị chốt lên giúp em là mẹ gấu đèn màu. Lên giúp em là mẹ gấu nha, mẹ gấu đèn màu. Màu đen thì đó thì ấy. Chắc em bảo bị rồi mẹ. Rồi gấu màu kẹp pho sữa này, gấu hồng, gấu màu đen, gấu màu ghi giúp em nha, 129 vải đẹp lắm luôn, mấy chị cứ yên tâm, chất vải đen, hồng, kẹp pho sữa, đen, hồng, kẹp pho sữa, màu ghi. Rồi cái này lo giùm em là mẻ chuột trắng, cho em là mẻ chuột trắng là quần đen, chuột trắng đi với quần đen nha mấy chị, 129 vải đẹp lắm luôn, chuột trắng đi với quần đen, màu này màu xanh rêu. Xanh rêu màu lẹ nè. Xanh rêu giúp em nha. Xanh rêu 129 xanh rêu. Rồi chuẩn bị quay hàng khác cho mình. Chia sẻ like chấm bài giùm em nè. Xanh rêu nha mấy chị. Rồi màu trắng. Trắng thì xanh rêu nè. Trắng xanh rêu. Rồi cái này cho em là mẻ mẻ đen. Đen chữ ơi. Mẻ đen chữ nha. Nhưng mà đen chữ. Đẹp ơi là đẹp luôn. 129 đen chữ 129 giúp em mẹ đen chữ. Đen chữ. Rồi mấy này là em là chuột ghi nha, chuột màu ghi. Chuột màu ghi. Rồi chuột màu ghi giúp em. Chuột đen chữ về chuột ghi. Chuột đen chữ về chuột ghi. Rồi cái này em là gấu đen. Gấu đen nha mấy chị nha, rồi đang quay hàng khác đi. Gấu đen này có đúng bộ à, beo cute, beo dễ thương. Gấu đen này có đúng bộ mấy chị, quần có túi nha. Rồi chị à, lấy gấu đen chút, mẹ gấu đen giúp em quay mẫu luôn nè. Rồi chị nào lấy gấu đen chút, mẹ gấu đen giùm em nha. Gấu đen. Cái này nó còn màu xanh nữa mà ta. Áo này nha, áo này em về loại 145.000 và 115. Loại 145 là buổi trưng ở dưới shop á. Con áo này nó có rất là nhiều loại mấy chị, cái loại 145.000 này em hết rồi, còn loại tầm 115 này thì có kero màu kero trắng đen và màu xanh hai màu. Ok đó nhớ không? Ok đó nhớ không nè?
caro đen giúp em nha mấy chị ơi. Chị đang lấy chốt lấy em nha, 115 ngàn kìm màu. Hôm nay 60kg lại mang vừa. Chốt lấy em là 115 kìm màu nha. 115 kìm màu caro trắng đen có là màu xanh đen hai màu. Nhớ là 115 giúp em nha. Hàng Quảng Châu xịn luôn á, đẹp lắm. 115 ngàn kìm màu giùm em. Rồi đây nha mấy chị ơi, 115 kìm màu giùm em nha. 115 kìm màu. Form cái áo này là em về đợt sau là cái form nó ngắn ngắn vừa phải như thế này nha, chứ không phải là về cái form dài. Form dài là đợt trước rồi. Rồi form ngắn ngắn vừa phải như thế này nha. 60kg lại mang vừa giúp em, cho em là 115 màu xanh đi phải em thoa caro với lại màu xanh hai màu đi, 115 đẹp lắm. Form nó vừa phải như thế này nha mấy chị ơi. Lôi giúp em nha mấy chị ơi, còn quần đang mặc là em sẽ có màu trắng nè. Quần đang mang là em có màu trắng với lại màu nâu hai màu. Có trắng với lại có nâu giùm em nha. Trắng với lại màu kiểu con sữa hai màu. Quần đang mang giá là 89 ngàn giúp em, 60kg lại mặc vừa. Tết tê màu trắng với lại màu nâu giùm em nha, hai màu. Mấy chị chốt lôi giúp em là quần 89 ngàn kìm màu. Trắng nâu nè em nha, trắng nâu hai màu. Trắng nâu hai màu nha mấy chị ơi, trắng với nâu hai màu. Trắng với nâu hai màu em nha, giờ lấy chốt lên em là trắng với nâu hai màu. Xanh lại ngắn em không thích ạ, em xem xanh lại đưa cho chị ơi, cô dùng thành thôi nha. Đây này em coi được không bé lại chị nha. Lên giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em quay mẫu khác luôn nha. Rồi để chị mặc cái xanh thử cho. Kiểu như cái phong dài là bán được trước rồi, nên đợt này giờ cái phong ngắn hơn. Này cái vải đẹp á, vải đẹp thiệt luôn á mấy chị ơi. Cũng xinh lắm luôn nha. Ok bạn Thoa. Đầm tiêu sâu có một mẫu đó là nhan Lê Quái ơi. Đầm em đang này chỉ còn mỗi size, chỉ có mỗi size S thôi. Đầm ở sau là có một màu đó là nhan Lê Quái. Đầm này hàng tay bao xịn. Hai lớp luôn mấy chị ơi, hai lớp. Hai lớp luôn giúp em nha, hàng tay bao xịn luôn mà em chỉ có size.
cũng che lại thủ mông. Nắm luôn như thế này giùm em nha. Chốt lên giúp em là đầm 129 ngàn. Chốt em là đầm 129 nha mấy chị nha. Đầm 129 phải rồi, đẹp thôi là đẹp luôn. Xuất sắc, hai lớp luôn 129 nè. Dán dài nha. Thì nào em chỉ có size S thôi, mà size S mình chốt lên giúp em. Nó trong một lớp lót nữa nè. Em xem mà cái này không có size lớp tiếp theo luôn. Size S không ạ. Hàng của HY luôn. 129 giùm em nha. Chốt lên giúp em là đầm 129 size S. Xemi hàng 115. Dạ ok chị Mẹ Khánh Linh. Xemi này hốt đi mấy chị ơi, em nói bả là đẻ lắm luôn á. Chia sẻ like giùm em nha. Nè, cái chất của nó dày mà nó mướt tay lắm luôn. Dày mà rất là mướt tay nha, chứ không phải vải thô thô khô khô đâu. Rồi lên giùm em là Kero đỏ 115 ngàn. Đáng đồng tiền lắm mấy chị, 115 ngàn, 60 kg đổ lại em vừa. Cái chất của nó sướng lắm, dày mép. Và em có màu nâu nữa nè. Rồi đỏ với nâu hai màu mấy chị, đỏ với nâu hai màu. Lên giùm em nha. Đỏ nâu hai màu, bộ 15 tiền màu, 115 ngàn tiền màu. Sơ mi này mặc xong cũng nô luôn, cũng là chân váy hoặc là quần tay cũng được. Rồi chốt lên giúp em nha. Vải chuyển đá 115 tiền màu, nâu với lại đỏ hai màu, kero đỏ kero nâu hai màu với 115. Kero đỏ chốt cho Lê Thu Ái. Rồi chị Lê Thu Ái kero đỏ, nhưng còn kero nâu nha, lấy gì mà kero nâu mới chị 115 thử nó đi. Rồi kero nâu 115 giúp em, vải đẹp lắm luôn, thì nhận hàng đi, xuất sắc cực kỳ luôn, yên tâm giùm em nha. Sơ mi hồng đơn giản nha. 40 kg đến tầm 55, 56, 57 kg men vừa. 40 tầm 56, 57 kg men vừa. Chất xịn ơi là xịn luôn. Cho em là kero hồng 115. Chất của nó đẻ lắm mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu xịn. Lên em là kero hồng gì? Hồng trơn 115, hồng trơn. Hồng trơn 115 giúp em nha. Mẹ hồng trơn, hồng trơn 115. Rồi em quay nha, quay hàng khác nha. Hồng trơn 115, hồng trơn. Cho em cái bộ hoa này đi mấy chị ơi. Hàng quả đẹp nha. Bộ hoa 99 ngàn. Thôi, cái này là giống ngày hôm qua em có like, em like em like trơn. Còn bữa nay là nó hoa. Qua like, like cái màu, màu trơn một màu. Trơn một màu còn còn nữa anh. Đi mấy chị luôn, chị like luôn. Vàng với màu gì đó. Rồi lên giúp em nha. Bộ hoa 99 ngàn, bộ hoa 60 kg lại men vừa. Rồi quần có lót luôn nè. Quần có lót luôn mấy chị, chốt hoa 99 ngàn giúp em. Em quay like chắc hết rồi nè. 60 kg lại men vừa nha mấy chị, dạng form baby doll. Mẹ trên vai nó có nhúng trên vai, tay quần đùi nè, quần như thế này. Rồi mấy chị lên giúp em nha. Bộ hoa 99 ngàn, bộ hoa. Bộ hoa 99 ngàn cho chị Lê Thu Ái một bộ nè, đẹp lắm mấy chị, yên tâm giúp em nha. Hoa 99 ngàn bộ hoa. Rồi em còn bộ nữa, ai lấy hoa lên vậy là mẻ hoa nha. 99 ngàn mẻ hoa mấy chị. Rồi 99 ngàn mẻ hoa giùm em nha. Hoa 99 ngàn hoa. Đến 60 kg mấy chị mặc vừa hết luôn, thun vẻ dưới là ống bo. Vải đẹp lắm. Cho em
em là quần 65.000 quần quần ống bo, cái chị mặc dùm em với lại áo thun trắng thun đen gì đó là xinh nha. Ống bo nè, lên trước giờ là quần vàng, quần màu vàng giá là 65.000, quần màu vàng giá 65 nha mấy chị ơi. Quần màu vàng dùm em nha, 65.000 quần màu vàng, bị bán con cái màu vàng 65. Rồi cho em là cái quần này giá 65 luôn, em lấy ra nó hơi nhăn nha, ở sau nó có bo chung phía sau cho mình nè. 60kg đổ lại mặt vẫn vừa. Mình lo dùm em là quần 65, mình lo em là quần nha, quần màu da 65.000 quần màu da, quần màu da 65.000 quần màu da. Rồi bộ này lo dùm em đi, bộ này giá là 89.000, bộ này giá là 89.000 giúp em nha mấy chị nha, 89.000 giùm em. Bộ vàng bộ mặt ở nhà em mà vải nó xuất sắc, mấy chị nhìn kỹ giùm em cái vải của nó này, màu ngoài nó sẽ nhạt hơn trong lai nha, trong lai nó bị tươi lên. Lo giùm em này, bộ vàng 89.000 bộ vàng mấy chị, bộ mặt ở nhà cưng á, vải xịn xỉu nha, 89.000 bộ vàng. Rồi lo em này 60kg lại mặt vừa luôn, bộ vàng giùm em nha mấy chị nha, bộ vàng vải đẹp lắm luôn, hàng này hàng Quảng Châu xịn, giờ nhìn tiên nét của nó xịn cực kỳ luôn, mặc ở nhà mà vải xịn xỉu, 89.000 là quá là rỉ luôn á mấy chị ơi. Lo như là bộ vàng nha, 89.000 bộ vàng. Áo này nè, em lấy một bộ em mặc, em không có để cái mo quần tay dạ có, cái này mấy chị chịu khó, mấy chị nếu mà thích mặc cái form baby doll mà to ra luôn á, mấy chị lấy cái bo chung ở dưới đây là mặc đẹp lắm. Em có lấy một bộ mà em không có để lại cái bo, em thẻ cái chung này ra nè, nó thành cái kiểu phòng baby doll ra dễ thương lắm. 89.000 giúp em nha, lo em là bộ 89. Quần tay có nè chị. Rồi em mẻ quần 65, yeah.
cho nên lấy đây là bộ 95 bộ. Màu trắng này không còn nè. Bộ trắng này 495. 60kg lại men vừa. Ai lấy bộ trắng này lôi nghĩ mẹ một bộ trắng nha. 95.000 bộ trắng mấy chị. Bộ trắng 95. Ai lấy bộ trắng 95 thì chốt lên giúp em nè. Bộ trắng nha mấy chị ơi. Bộ trắng 95.000 bộ trắng. Bộ trắng 95.
tay lờ lè, yêu yêu 78 mang vừa nha chị. Tịnh Tịnh ơi, mong lè 106 mang vừa nha chị. Chị phải open nhà
Dạ còn luôn chị Phùng số là Tâm ơi, một hình em còn nha, một hình 115.000, trắng xanh hồng. Hình trắng xanh hồng em nha, một người màu trắng mình bé một màu trắng em còn em có trắng luôn nha mấy chị, Giang có màu trắng luôn rồi, 115 trắng xanh hồng bê màu, chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha, trắng xanh hồng bê màu, ai lấy thì lên giùm em, màu xanh cho chị rồi, Phùng Tố Tâm màu xanh ok chị nè, Phùng Tố Tâm màu xanh rồi, chị nào có hỏi em gì nữa không mấy chị ơi, màu xanh ok chị. Mình lên giúp em địa chỉ luôn nha. À, có rồi ở Hải Phòng. Vậy rồi ok chị nha, có địa chỉ rồi. Rồi em nghỉ nha mấy chị nha. Rồi, em tắt like đây, cảm ơn mấy chị nhiều nha. Rồi tắt like đây, bye bye. Cái YouTube này mấy chị. Tôi này nó còn thấy chân mày của em nè, còn cái mần like ngày hôm qua em ơi. Em coi lại like coi nó có nửa chân mày rồi. Em nghĩ nha, em tắt like đây, bye bye.